Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp tục có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri các quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn. Tại buổi tiếp xúc, qua nghe báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về nội dung dự kiến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cử tri bày tỏ phấn khởi và tin tưởng các đại biểu sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đưa ra những quyết sách đúng đắn về những vấn đề quan trọng của đất nước. Cử tri cũng bày tỏ tâm tư và kiến nghị đến Quốc hội nhiều vấn đề nổi cộm, trong đó nổi bật là tình trạng diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Từ nào vay, đặng lãi, tín chấp vân vân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội của địa phương. Các bộ ngành liên quan hiện nay đang triệt phá khá nhiều đường dây liên quan đến tình trạng này, nhưng vẫn còn khá nhiều các trang web phần mềm còn hoạt động. Và thời gian đến cũng đề nghị các bộ ngành liên quan có phương án như thế nào để tiến tới giải quyết triệt để các loại tội phạm này. Là hiện nay cái số lượng sim rác của điện thoại á, nó tồn tại á, là rất là nhiều, và có các công ty tài chính rồi tín chấp rồi bất động sản nhắn tin làm quấy rầy đến nhân dân rất nhiều, mà những nội dung đó là những nội dung không có thực. Vậy chúng tôi xin đề nghị với Bộ Thông tin Truyền thông phải có biện pháp như thế nào để quản lý, và nên chăng là hiện nay chúng ta đã là quy định khi mỗi một người dùng cái sim điện thoại thì có đăng ký, có quản lý. Vậy thì có nên để tồn tại cái dạng sim rác này hay không? Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thông tin làm rõ và giải đáp thêm cho cử tri thành phố về các vấn đề cụ thể, đồng thời khẳng định đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục làm tốt vai trò trách nhiệm, phản ánh đầy đủ các kiến nghị của cử tri đến với Quốc hội cũng như các cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo với cử tri của hai quận là đoàn đại biểu Quốc hội đeo bám cũng rất là quyết liệt, nên là về cơ bản là các cái ý kiến đã được tổng hợp thì chúng tôi đều đeo bám các cái bộ ngành cần có cái trả lời. Tất nhiên thì cũng không phải là cái trả lời nào của các bộ ngành cũng đã đầy đủ thỏa mãn được cái mong muốn của cử tri, nhưng về cơ bản là hiện nay với cái sự đeo bám của đoàn đại biểu Quốc hội rồi của đôn đốc của Quốc hội thì các bộ ngành cũng rất là tích cực trong cái việc trả lời các cái kiến nghị này. Đối với các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành địa phương liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình sớm xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời có báo cáo về đoàn đại biểu Quốc hội thành phố để kiểm tra, giám sát.